là các bạn. Các bạn ơi, chị là Hải Quỳnh và chị rất mong là trong buổi tối này thì có thể đồng hành cùng với thật đông đảo các bạn 2K10. Chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu và học chương trình lớp 9 mới chưa nào? Đến với chương trình ngữ văn lớp 9 mà các bạn 2K10 sẽ được khám phá trong năm học tới đây thì chúng ta sẽ đến với rất là nhiều những thể loại. Một trong những thể loại đầu tiên mà chúng mình học đó chính là thể loại truyện truyền kỳ. Đó, thì không biết là trong những năm học trước, năm lớp 6, lớp 7, lớp 8 thì chúng mình vẫn học kiến thức, những cái phần tri thức ngữ văn, những phần kiến thức về đặc trưng thể loại bằng cách nào nhỉ? Chị thấy là có những cách phổ biến có thể nói đến, ví dụ như các bạn sẽ ghi chép vào vở này, đúng không? Ghi dưới dạng các ý chính, rồi đến những ý nhỏ. Rồi cũng có những bạn thì chúng mình sẽ đánh dấu luôn vào sách giáo khoa. Đó, và hôm nay thì chị sẽ cùng với các em chúng ta trải nghiệm thêm một cách nữa, đó chính là sử dụng sơ đồ tư duy để ghi nhớ kiến thức về đặc trưng thể loại. Các bạn đồng ý không nào? Nhưng mà trước tiên thì chúng ta hãy cùng đợi một ít phút để các bạn 2K10 chúng ta vào học đông hơn nha. Bạn nào đã vào học rồi thì có thể gửi lời chào đến chị nhé. Rồi, xin chào tất cả các em nha. Xin chào các bạn. Ở đây có, không biết là có bạn nào 2K10 chúng ta đã nghe tới thể loại truyện truyền kỳ chưa? Nếu như mà bạn nào đã bắt đầu khóa học cùng với học văn chị Hiên rồi thì chỉ ngay tuần sau thôi là chúng ta đã bắt đầu bước vào thể loại này rồi đấy. Đấy là ở bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ở các bộ sách khác thì rồi chúng mình cũng sẽ học về thể loại này thôi. Bởi vậy mà nội dung của phần phát trực tiếp hôm nay thì dành cho tất cả các bạn 2K10 nha. Dù em có học bộ sách nào thì chúng ta cũng hãy theo dõi phần phát trực tiếp này để tìm hiểu về thể loại truyện truyền kỳ nhá. Và nếu như mà các bạn không sử dụng máy tính hay là điện thoại để có thể vẽ sơ đồ tư duy thì các em hoàn toàn có thể là mở giấy, mở bút cùng vẽ với chị. Đồng ý không? Chị được biết là có rất nhiều bạn chúng ta còn có năng khiếu về hội họa, đấy, năng khiếu về mỹ thuật. Thì việc các em tư duy về bố cục hay màu sắc chắc chắn sẽ là một cái yếu tố rất là thuận lợi để giúp chúng ta vẽ được những sơ đồ không những đầy đủ chính xác về kiến thức mà còn rất là có tính thẩm mỹ, rất đẹp, nhìn vào là đã muốn học luôn rồi. Đồng ý không? Rồi, thì các chị sẽ cố gắng là có một chuỗi những phần phát trực tiếp cùng với các bạn, chúng ta vẽ những sơ đồ tư duy để sau mỗi buổi học các em cũng có được một cái phần sơ đồ học nhanh, gọn mà lại dễ nhớ về những cái kiến thức đặc trưng thể loại, những phần kiến thức mà đôi khi thì khá nặng về lý thuyết, đúng không? Nên chúng mình hơi khó học. Đó, thì để cho chúng mình học về cái phần kiến thức lý thuyết này một cách thuận lợi hơn này, đơn giản hơn này, hấp dẫn hơn này, thì chúng ta một là sử dụng sơ đồ tư duy và hai là trong quá trình chúng ta thiết lập sơ đồ này, đến phần kiến thức nào khó thì chị có thể giải thích thêm và lấy thêm ví dụ để các bạn hình dung ra nhé. Quan trọng của sơ đồ tư duy không những là ngắn gọn, dễ, không những là ngắn gọn này, gọi là bắt mắt mà còn phải dễ hiểu, đúng không ạ? Chúng mình phải hiểu được bản chất. Và chị nghĩ rằng tác dụng lớn nhất của sơ đồ tư duy đấy là cái khâu mà các em tư duy từ một cái phần kiến thức, từ một cái phần ghi chép dài để rồi mình đọc, mình hiểu và mình chắt lọc ra các từ khóa quan trọng. Sau đó mình đưa vào sơ đồ tư duy, phân tách các cấp độ ý. Đấy, thì đấy chị nghĩ mới là cái tác dụng lớn nhất, chứ không phải là sơ đồ tư duy là chúng mình cứ đi tìm xem là ai vẽ một sơ đồ nào đẹp đẹp rồi chúng mình tải về rồi chúng mình thỉnh thoảng lại nghía vào. Đấy, hay là chúng mình chỉ thích xem những sơ đồ đẹp thôi. Chị nghĩ cái quan trọng là các em phải thực sự làm ở trong cái quá trình thực hiện sơ đồ tư duy nhá. Nên nếu như mà chúng ta vẫn còn nhiều những cái sự chưa quen này, chưa thành thạo trong việc làm sơ đồ tư duy thì có thể thực hành cùng với chị, cùng với học văn chị Hiên trong những phần phát trực tiếp như thế này nha. Rồi, xin chào các em. Có bạn nào vào học thì các em hãy gửi lời chào đến chị nhé. Còn bây giờ thì chị sẽ bắt đầu luôn phần thiết lập sơ đồ tư duy về thể loại truyện truyền kỳ. Các bạn cùng theo dõi với chị nha. Các em đã sẵn sàng chưa nào?
Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Rồi, trước tiên thì các bạn sẽ vẽ ra ở giữa trang giấy giúp cho chị. Đây chính là tên thể loại, hay chúng ta có thể coi là cái gốc của sơ đồ. Và bây giờ thì chúng mình bắt đầu chia nhánh cho cái gốc này nhá. Ở đây tìm hiểu về chuyện truyền kỳ thì chúng ta sẽ có các nội dung bao gồm là thứ nhất là khái niệm này, thứ hai là cốt truyện, thứ ba là nhân vật, thứ tư là không gian, thứ năm là thời gian và thứ sáu là ngôn ngữ. Vậy mình sẽ có 6 nhánh được gọi là được triển khai ra từ cái gốc chuyện truyền kỳ này nhá. Nhánh đầu tiên đó chính là khái niệm. Rồi, tiếp tục này. Nhánh thứ hai. Nhánh thứ hai chúng ta có đó chính là cốt truyện. Đúng chưa nào? Rồi tiếp mình sẽ có nhánh thứ ba. Nhánh thứ ba là chúng mình có nhân vật. Yếu tố thứ tư là chúng mình có không gian. Không gian này. Thật ra thì mình có thể gộp luôn không gian và thời gian vào, thế nhưng mà mỗi yếu tố đấy lại có những đặc điểm riêng nên thôi chị tách ra luôn nhá. Không gian, rồi chúng mình có thời gian. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có ngôn ngữ trong truyện truyền kỳ. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ là đi lấp đầy và đi triển khai thêm từng nhánh một các bạn nhá. Có nhỏ quá không? Chị thấy là nhìn vẫn khá rõ đấy. Nếu mà các em xem bằng điện thoại thì vẫn nhìn khá rõ, đúng không? Rồi, trước tiên này, về mặt khái niệm nè. Để chị sắp xếp các nhánh này cho nó đúng trình tự một chút nhá. Nhân vật thì cho sang bên này đi. Cốt truyện thì cho sang bên này đi. Đấy, không gian, thời gian, ngôn ngữ. Thời gian cho sang bên này đi, cho nó cùng bên với cả không gian. Rồi, cho ngôn ngữ sang bên này. Rồi ạ, bây giờ mình triển khai về phần khái niệm nhá. Chuyện truyền kỳ, trước khi mà chúng ta đọc sách giáo khoa hay là đọc các tài liệu để biết về khái niệm chuyện truyền kỳ, thì các bạn ơi, chúng ta hãy thử tư duy và thử đoán xem từ cái tên gọi thể loại như thế này thì chuyện truyền kỳ sẽ có những đặc điểm như thế nào, là một thể loại ra sao. Trước tiên là chúng ta đã thấy có cái từ truyện ở trong thể loại này rồi, nên chắc chắn nó là một thể loại tự sự, đúng không ạ? Văn xuôi tự sự rồi. Đấy, là một thể loại mang yếu tố tự sự là chính rồi, bởi vì là chuyện mà. Không thể nào là mang yếu tố trữ tình hay là biểu cảm được, bởi vì đó là những đặc trưng của thơ. Nếu như mà đã là chuyện thì sẽ là tự sự. Đấy, rồi tiếp tục. Cái từ truyền kỳ có ở trong tên thể loại. Có thể chúng ta chưa hiểu về khái niệm truyền kỳ này, thế nhưng cảm giác của kem hay là suy đoán của các bạn thì thể loại này sẽ là một thể loại ở hiện đại hay là ở thời trung đại, đúng không? Đấy, là từ cái tên thể loại là chúng ta cũng đã có thể đoán ra được một vài những cái đặc trưng trong khái niệm, một vài những từ khóa trong khái niệm của chuyện truyền kỳ rồi. Thứ nhất, đây là chuyện, thế nên là sẽ là tự sự này. Thứ hai, truyền kỳ chúng ta đoán là một thể loại phát triển chủ yếu ở trong thời trung đại, đúng không? Bởi vì cái tên, cái từ truyền kỳ là chúng ta thấy một cái sự cổ xưa ở trong đó. Đó. Và đúng như là cảm giác của nhiều bạn thì đúng là khái niệm chuyện truyền kỳ thì đây là một thể loại văn xuôi tự sự và phát triển mạnh mẽ ở trong thời trung đại nha, đồng ý không? Rồi, thế nên là bây giờ về phần khái niệm thì chúng ta có nhánh đầu tiên trong khái niệm nè. Đây là một thể loại văn xuôi tự sự. Đồng ý chưa? Nhá, đấy là từ khóa đầu tiên này. Từ khóa thứ hai là chúng ta có phát triển chủ yếu ở thời trung đại. Đã làm sơ đồ thì các em chỉ ghi từ khóa thôi, chứ chúng mình không có những cái từ kết nối nhá, không có những từ quá chi tiết, không phải là chúng ta chép y nguyên trong những tài liệu và trong sơ đồ đâu, mà chúng mình chỉ chắt lọc các từ khóa thôi. Tiếp tục, yếu tố thứ ba là đây là một cái thể loại từ truyền kỳ, là chúng ta thấy có sự kỳ ảo ở trong đó, thế nên chuyện truyền kỳ là một thể loại dùng yếu tố kỳ ảo làm phương thức nghệ thuật để phản ánh cuộc sống.
Thế nên phương thức nghệ thuật chủ yếu của truyện truyền kỳ đó chính là yếu tố kỳ ảo. Đồng ý chưa? Đấy là yếu tố thứ ba, ý thứ ba trong phần khái niệm. Ý thứ tư trong phần khái niệm này là trong truyện truyền kỳ ấy, thì đây là một thể loại không phải là thuộc văn học dân gian đâu các bạn nha, mà truyện truyền kỳ là thuộc bộ phận văn học viết. Đấy, thuộc bộ phận văn học viết. Tuy nhiên, trong quá trình sáng tạo thì các tác giả cũng sử dụng khá nhiều những yếu tố của văn học dân gian. Thế nên chúng mình có thể ghi chú thêm ở đây là trong các tác phẩm truyện truyền kỳ thì cũng có nhiều yếu tố của văn học dân gian. Đồng ý chưa? Đấy, đấy là ý thứ tư ở trong phần khái niệm nhá. Rồi, xin chào các bạn vừa mới vào. Xin chào Ngọc Sơn nha, xin chào bạn Quỳnh Như. Kem ơi, chúng mình đang theo dõi một phần phát trực tiếp mà sẽ cùng với chị thiết lập các sơ đồ tư duy để ghi nhớ kiến thức về các thể loại mà năm lớp 9 chúng ta sẽ học nhé. Phần kiến thức này thì các bạn ở bất cứ bộ sách nào chúng ta cũng có thể theo dõi được này. Và cách học của chúng mình là các bạn hãy mở giấy, bút cùng với chị đi theo trình tự quá trình để thiết lập một sơ đồ tư duy. Đồng ý không nào? Và chị thì trong quá trình thiết lập sẽ giải thích thêm các phần kiến thức để các em hiểu rõ hơn. Còn trong sơ đồ thì chúng ta chỉ ghi lại các từ khóa thôi các bạn nhé. Đó, nên chị cũng mong là sau phần phát trực tiếp này thì các bạn theo dõi chúng ta cũng thu về được một cái thành quả, thu về được một sản phẩm. Đó là sơ đồ để ghi nhớ kiến thức về truyện truyền kỳ nha. Rồi chúng mình sẽ sử dụng đến sơ đồ này chắc chắn luôn. Đặc biệt là đến lúc chúng ta ôn thi vào 10 thì những sơ đồ như thế này sẽ giúp cho các em tổng quan lại kiến thức rất là tốt đấy. Các bạn hình dung ra chưa nào? Rồi, bây giờ tiếp tục quay trở lại đây. Về phần khái niệm của truyện truyền kỳ là chúng ta đã có 4 ý rồi, đã có 4 yếu tố rồi. Thêm nữa này, chị muốn bổ sung thêm là ở truyện truyền kỳ thì như ở trong cái nhánh thứ 3 này chúng ta thấy này, phương thức nghệ thuật chủ yếu của truyện truyền kỳ đó chính là yếu tố kỳ ảo. Nghĩa là trong truyện truyền kỳ thì các tác giả sử dụng yếu tố kỳ ảo để phản ánh cuộc sống. Đó, thế nhưng mà trong truyện truyền kỳ thì không phải là chỉ có yếu tố kỳ ảo không, mà thay vào đó thì trong truyện truyền kỳ, yếu tố kỳ ảo lại có cái sự kết hợp đan xen linh hoạt với yếu tố thực. Nhá, yếu tố kỳ ảo và yếu tố hiện thực trong truyện truyền kỳ là luôn có sự kết hợp và đan xen. Thế nên chúng ta có thể ghi chú nhanh, đấy là yếu tố kỳ ảo kết hợp. Những cái từ kết hợp này thì chị thường sẽ dùng dấu cộng để biểu trưng cho nó, để biểu thị cho cái từ kết hợp, để cho sơ đồ của mình được gọn hơn. Đồng ý không? Nên ở đây dấu cộng thì các bạn hiểu là kết hợp. Thì trong truyện truyền kỳ, yếu tố kỳ ảo có sự kết hợp với yếu tố hiện thực nha. Chứ không phải là chỉ có mỗi yếu tố kỳ ảo trong truyện truyền kỳ đâu. Mà chúng mình có hình dung thế nào là yếu tố kỳ ảo không? Yếu tố kỳ ảo thì các em cứ hiểu là yếu tố không có thực, đúng không? Đấy là cái yếu tố mà do sự tưởng tượng của các tác giả tạo nên. Là có thể là những yếu tố kỳ ảo thì có thể đến từ là những nhân vật có những khả năng đặc biệt, không giống với cả người thường này. Hay là những cái không gian không có thật ở trên đời, như là không gian ở trên thiên đình, hay là không gian ở dưới thủy cung, hay là không gian ở dưới âm phủ, vân vân. Rồi về mặt thời gian thì bình thường chúng ta thấy cuộc sống vận hành theo quy luật bình thường, theo khoa học thì sẽ là trôi đi và không bao giờ có thể quay ngược lại thời gian, đúng không? Thế nhưng mà trong truyện truyền kỳ có những cái yếu tố kỳ ảo làm nên đặc điểm của thời gian, đấy là thời gian ngưng động lại, đúng không? Đấy, thời gian ngưng động lại, con người có khả năng bất tử. Thì đấy là một số những ví dụ để các em hình dung về yếu tố kỳ ảo. Nói chung, các em có thể hiểu nôm na yếu tố kỳ ảo là yếu tố không có thật. Thì trong truyện truyền kỳ không phải là chỉ có mỗi yếu tố kỳ ảo nha. Nếu như thế thì toàn bộ chuyện chỉ là tưởng tượng. Nhưng không, trong truyện truyền kỳ thì có yếu tố kỳ ảo kết hợp linh hoạt đan xen với yếu tố hiện thực, vừa thật vừa ảo luôn nhá. Đó, thế nên rằng là ở đây
chúng ta sẽ thấy được. Vậy thì tác dụng của yếu tố kỳ ảo là gì, đúng không? Trong thể loại này thì yếu tố kỳ ảo có vai trò trong việc là thể hiện vấn đề cốt lõi của hiện thực và quan niệm hay là thái độ của tác giả. Bởi vậy mà với ý này chúng ta có thể ghi chú lại với các từ khóa, đấy là thông qua yếu tố kỳ ảo thì người đọc sẽ thấy được. Ở đây chị sẽ dùng cái dấu suy ra để biểu thị cho từ thông qua hoặc là thể hiện, cho thấy nhá, vấn đề cốt lõi của cuộc sống. Và độ của tác giả. Đấy. Thì đó chính là những ý để chúng ta hình dung về khái niệm của truyện truyền kỳ. Các bạn nhìn lại vào ý khái niệm này nhá. Sau khi mà chúng ta thiết lập xong một mảng, một phần hay là một nhánh của sơ đồ thì các bạn hãy đọc lại, tức nghĩa là nhìn vào sơ đồ và diễn đạt lại theo cách hiểu của mình. Chứ đừng vội chuyển sang một ý mới tiếp theo luôn các bạn nha, để đảm bảo là chúng ta thiết lập sơ đồ đến đâu thì chúng ta có thể hiểu tới đó và thậm chí là có thể nhớ luôn tới đó. Thì nhìn vào sơ đồ này chúng ta có thể phát biểu khái niệm của truyện truyền kỳ như sau. Truyện truyền kỳ là một thể loại văn xuôi tự sự phát triển mạnh mẽ ở thời trung đại, sử dụng phương thức nghệ thuật chủ yếu là yếu tố kỳ ảo để phản ánh cuộc sống. Đây là một thể loại thuộc bộ phận văn học viết, nhưng trong quá trình sáng tạo thì các tác giả cũng sử dụng nhiều những yếu tố của văn học dân gian. Truyện truyền kỳ thì có sự kết hợp đan xen linh hoạt giữa yếu tố kỳ ảo và yếu tố hiện thực. Trong đó, yếu tố kỳ ảo sẽ thể hiện những vấn đề cốt lõi của cuộc sống và quan niệm thái độ của tác giả. Đó, các em hình dung chưa? Nhá, thì có phải là đa số chúng mình vẽ sơ đồ tư duy thì bạn nào cũng có thể làm được, nhưng hiệu quả của việc sử dụng sơ đồ tư duy thì lại chưa nhiều bạn thấy được, thậm chí là chúng ta không thấy có hiệu quả gì, chỉ thấy mất thời gian. Thì chị nghĩ là có thể phải chăng là các bạn đã bỏ qua một cái bước là nhìn vào sơ đồ và chúng ta diễn đạt lại theo cách hiểu của mình. Đó, thì có cái bước như thế thì các bạn mới thực sự là hiểu được cái sơ đồ mình vừa mới thiết lập. Chứ nếu mình làm sơ đồ xong, mình lại để sơ đồ sang một bên rồi mình lại đọc lại tài liệu, rồi học thuộc trong tài liệu thì sơ đồ đúng là rất thừa thãi, đúng không các em? Nha. Rồi thì đó là về khái niệm. Các bạn đã hình dung ra chưa nào? Các bạn đã hiểu về khái niệm của truyện truyền kỳ. Và trong những ý thuộc khái niệm như thế này, chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 và 6. 6 nội dung về khái niệm. Thì các em có phần nào chưa rõ không? Các em có ý nào chưa hiểu thì chị sẽ giải thích thêm để các bạn hình dung được nhá. Trong 6 ý này thì có phần nào các em chưa hiểu không nào? Các bạn ơi, có phần nào chúng mình chưa hiểu ở trong 6 ý này không? Hình như là hơi nhỏ, chị sẽ phóng to thêm một chút. Được chưa nào các em ơi? Chị cũng đang suy nghĩ và có thể là sẽ áp dụng luôn, sử dụng luôn cái phần mềm này để trong các buổi học của khóa học Văn VIP thì các bạn học sinh khi học những phần kiến thức lý thuyết ấy, có nhiều nội dung mà sợ, kiểu bị sợ xong rồi khó nhớ thì sử dụng luôn sơ đồ tư duy để cùng thiết lập với các bạn luôn. Thế là sau mỗi buổi học trong khóa VIP là các bạn cũng đã có ngay được một sơ đồ, không những dùng trong quá trình học mà còn dùng để khi ôn thi nữa. Kiểu như mới bắt đầu học nhưng chúng ta đã bắt đầu xây dựng cái đề cương cho mình ý, xong đến lúc đi thi là cứ như thế sử dụng để ôn, để học thôi, không mất thời gian làm lại đề cương nữa, đúng không nào? Rồi, vậy chúng mình thống nhất như vậy nhá. Chúng mình đã thống nhất và đã tìm hiểu xong về khái niệm của truyện truyền kỳ rồi. Tiếp tục nào. Để hiểu hơn về thể loại này cũng như là để có được cái cơ sở trong quá trình đọc hiểu một văn bản truyện truyền kỳ thì chúng ta sẽ cần phải nắm bắt thêm các đặc điểm của thể loại này về mặt cốt truyện này, về mặt nhân vật này, về mặt không gian, thời gian và về mặt ngôn ngữ nữa.
Khi tìm hiểu những yếu tố đó thì các em sẽ thấy được đặc điểm chung của truyện truyền kỳ. Đến khi chúng ta đọc một văn bản thuộc thể loại này, hoặc khi chúng ta đọc một văn bản truyện và chúng ta muốn tìm hiểu xem đó có phải truyện truyền kỳ hay không, thì chúng ta sẽ dựa vào những nội dung mà sau đây chúng ta thực hiện về cốt truyện, về nhân vật, về không gian, thời gian, về ngôn ngữ để chúng ta đánh giá. Và trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 thì cũng rất có thể là chúng ta sẽ gặp cái kiểu bài là kiểu bài viết là phân tích một tác phẩm văn học, đúng không? Để thấy được nội dung chủ đề này và thấy được những cái đặc điểm đặc sắc nghệ thuật của văn bản đó. Thì nếu như đấy là một văn bản truyện truyền kỳ thì cách phân tích của chúng ta sẽ là chỉ ra cốt truyện này, chỉ ra nhân vật, chỉ ra không gian, thời gian, chỉ ra ngôn ngữ, chỉ ra tất cả những yếu tố này và thấy được cái sự đặc sắc, thấy được điểm ấn tượng của các yếu tố này. Đấy nhá, chứ không phải là chúng ta thích viết gì thì viết, kiểu như không phải chúng ta viết bằng 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 bản năng đâu, mà em sử dụng những kiến thức lý thuyết này vừa là để đọc hiểu văn bản và cũng vừa để áp dụng trong quá trình chúng mình viết nữa. Trong khi đó, đề thi vào 10 thì là đề thi mà chủ yếu ở hai kỹ năng đọc và viết. Nên các em đã thấy được cái tầm quan trọng của phần kiến thức lý thuyết này chưa ạ? Nha, mà nó càng quan trọng thì chúng ta lại càng phải làm sao mà gọi là đọc nhiều này, tìm hiểu nhiều này, nghiên cứu nhiều này, đào sâu hơn. Đấy, sử dụng thường xuyên nhá, và việc vẽ sơ đồ tư duy về nó cũng là một cái việc để giúp chúng ta chiếm lĩnh phần kiến thức này đấy. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ tìm hiểu về cốt truyện của truyện truyền kỳ nhá. Đã là một cái thể loại văn xuôi tự sự rồi thì sẽ có cốt truyện, đúng không? Sẽ có cốt truyện. Thì cốt truyện chúng mình hình dung đó là một chuỗi các cái sự kiện được sắp xếp theo một trình tự nhất định. Thì cốt truyện của truyện truyền kỳ sẽ là một chuỗi những sự kiện như thế nào đây? Ở đây chúng ta sẽ thấy được đặc điểm của cốt truyện trong truyện truyền kỳ qua hai ý chính như sau. Ý thứ nhất là nguồn gốc của cốt truyện. Đấy, và ý thứ hai đó chính là đặc điểm của các sự kiện trong cốt truyện. Ý thứ nhất là nguồn gốc của cốt truyện trong truyện truyền kỳ. Truyện ở trong các truyện truyền kỳ thì sẽ thường xuất phát từ một trong ba nguồn gốc sau. Nguồn gốc thứ nhất là đó chính là từ cốt truyện dân gian, đồng ý không? Thứ nhất là mô phỏng cốt truyện dân gian. Đấy, trong truyện dân gian của chúng ta thì sẽ có những truyện cổ tích này, đúng không? Thì truyện truyền kỳ có thể là sẽ mô phỏng lại từ những truyện cổ tích đó, nhưng chắc chắn là sẽ có sự sáng tạo thêm của các tác giả, chứ không phải là chỉ là một cái sự sao chép các bạn nha. Đấy, thế nên là truyện truyền kỳ và truyện cổ tích là hai 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 loại khác nhau, đúng không? Tiếp tục, nguồn gốc thứ hai thì cốt truyện trong truyện truyền kỳ cũng có thể xuất phát từ giả sử lưu truyền trong trong nhân dân, đồng ý không ạ? Giả sử lưu truyền trong dân trong nhân dân lưu truyền trong nhân dân có thể có những bạn thì chưa hiểu thế nào là giả sử, thì các em hình dung là lịch sử đất nước ta ấy, thì sẽ có chính sử, sẽ có giả sử. Chính sử là những sự kiện trong lịch sử mà được ghi chép lại. Đấy, được ghi chép lại trở thành một cái phần kiến thức chính thống được truyền lại từ đời này qua đời khác. Và ví dụ như là chính sử thì bây giờ chúng ta có thể hiểu là những cái kiến thức lịch sử ở trong sách giáo khoa, đúng không? Đấy, các em có thể hiểu nôm na như vậy. Còn giả sử cũng là những cái câu chuyện về những sự kiện lịch sử hoặc những con người lịch sử, những nhân vật trong lịch sử, nhưng mà là những cái câu chuyện mà được kể lại, được truyền miệng trong nhân dân thôi, chứ không phải được ghi chép một cách chính thống lại qua sử sách. Đấy, thì đấy là giả sử nhá. Tiếp tục, nguồn gốc thứ ba của cốt truyện trong truyện truyền kỳ thì có thể trong truyện truyền kỳ thì cốt truyện sẽ xuất phát và sẽ mượn từ truyện truyền kỳ của Trung Quốc, đồng ý không nhá? Có khi thì mượn từ truyện truyền kỳ của Trung Quốc. Đó là ba nguồn gốc của cốt truyện truyện truyền kỳ. Vậy trong truyện truyền kỳ thì các sự kiện được sắp xếp như thế nào?
Đồng ý không nhá? Thì cốt truyện của truyện truyền kỳ là chuỗi các sự kiện này, chuỗi các sự kiện. Thứ nhất là nó được sắp xếp theo trình tự tuyến tính. Nghĩa là sự việc nào diễn ra trước thì sẽ được kể trước, sự kiện nào diễn ra sau thì sẽ được kể sau theo trình tự tuyến tính này. Và các sự kiện thì có quan hệ nhân quả với nhau các bạn nha, quan hệ nhân quả. Đấy. Nghĩa là sự việc này, sự kiện này sẽ là nguyên nhân để dẫn đến sự kiện khác. Sự kiện khác thì có thể là kết quả của cái sự kiện diễn ra trước đó. Về phần cốt truyện này, có lẽ là lấy ví dụ thì các bạn sẽ hình dung ra rõ này. Chúng mình biết tới một chuyện chuyện một cái tập truyện truyền kỳ rất là nổi tiếng của tác giả Nguyễn Dữ, đúng không ạ? Đó chính là Truyền Kỳ Mạn Lục. Thì trong tập truyện đó có một tác phẩm mà có thể các bạn đã từng nghe đến rồi, và với các bạn học bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống thì chúng mình cũng sẽ học văn bản này, đó chính là văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương. Thì cốt truyện của chuyện Người Nam Con Gái Nam Xương này là cốt truyện ấy là xuất phát từ chuyện dân gian, từ cốt truyện dân gian. Cốt truyện gốc của chuyện Người Con Gái Nam Xương đó chính là chuyện cổ tích Vợ Chàng Trương. Tuy nhiên trong chuyện cổ tích Vợ Chàng Trương thì mọi thứ chỉ dừng lại ở phần mà ở cái đoạn mà Trương Sinh nhận ra sai lầm của mình và sống trong ân hận thế thôi. Nhưng trong chuyện Người Con Gái Nam Xương ấy thì tác giả Nguyễn Dữ đã sáng tạo thêm toàn bộ phần cuối truyện với những cái chi tiết kỳ ảo đấy, để mà cho phép Vũ Nương vẫn còn một cái cơ hội quay trở về, đúng không ạ? Đấy thì đấy là cái đặc điểm đầu tiên của cốt truyện nhá. Rồi thứ hai là trong chuyện Người Con Gái Nam Xương thì có một chuỗi các cái sự kiện bắt đầu từ việc là Vũ Thị Thiết, chính là Vũ Nương đấy, là người con gái quê ở Nam Xương này, rồi tính thủy mị nết na, tư dung tốt đẹp, và nàng cưới chàng Trương Sinh. Trương Sinh thì con nhà hào phú thế nhưng mà lại thất học, và dẫn đến một cái sự kiện tiếp theo chính là việc Trương Sinh bởi vì thất học nên bị ghi vào số lính ở loại đầu, nên là bị triều đình bắt lính, thế là Trương Sinh phải đi lính. Rồi trong những năm mà Trương Sinh đi lính thì Vũ Nương ở nhà vừa là thủy chung chờ chồng này, vừa chăm sóc mẹ chồng rất hiếu thảo này, lại vừa nuôi con, là một người mẹ rất yêu thương con. Đấy, để đến khi mà Trương Sinh quay trở về vì nghe lời ngây thơ của bé Đản, thế mà Trương Sinh quay ra nghi ngờ vợ của mình là thất tiết, rồi mắng mỏ, rồi đánh đuổi Vũ Nương đi. Vũ Nương đã thanh minh nhưng không được nên nàng đã tìm tới cái chết để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Tạm thời dừng lại tại đó, thì vừa rồi chúng ta thấy một chuỗi các cái sự kiện, thì sự kiện diễn ra trước, sự kiện nào diễn ra trước thì được kể trước theo đúng trình tự thời gian đấy. Đồng ý không? Trương Sinh trước khi đi lính thì lấy Vũ Nương, đúng không? Rồi Trương Sinh sau khi đi lính thì cái giai đoạn mà Trương Sinh sau khi đi lính là được kể kể sau cái đoạn mà Trương Sinh đi lính. Đấy, là nói chung là theo một chuỗi, theo một cái trình tự tuyến tính. Cái thứ hai là các sự kiện có quan hệ nhân quả. Vì Trương Sinh thất học nên phải đi lính, phải bị ghi vào sổ lính ở loại đầu này. Rồi vì Trương Sinh đi lính nên đến khi trở về, Vũ Nương mà dùng mọi cách thanh minh nhưng Trương Sinh không tin. Vì Trương Sinh đi lính nên mới có cái chuyện là Vũ Nương chỉ vào bóng mình ở trên vách, rồi nói rằng đó là cha của bé Đản, nên bé Đản mới hiểu là mình chỉ có một người cha ở trên vách thôi, là cái bóng ở trên vách thôi. Nên khi Trương Sinh quay trở về thì bé Đản nhất quyết không chịu nhận cha. Đó, thì các bạn đã hình dung ra cái mối quan hệ nhân quả giữa các sự kiện chưa nào? Đấy, thì đấy là đặc điểm của cốt truyện trong truyện truyền kỳ các bạn nhé. Tiếp tục nào, yếu tố tiếp theo về mặt nhân vật. Các bạn ơi, chúng mình có theo kịp không? Có bị nhanh quá không nào? Chị nói lại về yếu tố kỳ ảo, vấn đề cốt lõi của cuộc sống đúng không? Rồi, bây giờ chị mới nhìn thấy phần bình luận của bạn Ngọc Hoàn. Xin chào Trâm Anh. Không sao nhá, không sao Trâm Anh ạ. Mà em có thể vào xem được thì em có thể vào học. Còn phần nào mình bị bỏ lỡ thì sau đó em có thể xem lại nha. Chị vẫn lưu lại những phần phát trực tiếp này đấy. Rồi về phần
yếu tố kỳ ảo, vấn đề cốt lõi của cuộc sống. Đây, trước tiên thì các bạn hãy hiểu cái cách ký hiệu của chị nhá. Chị dùng dấu mũi tên này là để biểu thị cho từ suy ra, cho từ cho thấy, cho từ thể hiện. Nên khi viết yếu tố kỳ ảo suy ra vấn đề cốt lõi của cuộc sống cộng quan niệm thái độ của tác giả. Có nghĩa là yếu tố thông qua yếu tố kỳ ảo hoặc là yếu tố kỳ ảo sẽ cho thấy những vấn đề cốt lõi của cuộc sống và quan niệm thái độ của tác giả. Đồng ý chưa? Đồng ý không nào? Đấy, thì trước tiên là chúng mình hiểu cái phần mà chị ghi chú như thế này. Còn thế nào mà yếu tố kỳ ảo lại thể hiện được vấn đề cốt lõi của cuộc sống và thể hiện quan niệm thái độ của tác giả? Thì ở đây, trong thời kỳ trung đại, có nhiều những cái vấn đề cốt lõi trong cuộc sống, thế nhưng mà vì đặc điểm chính trị xã hội mà con người ta sẽ không thấy rõ được. Hoặc ví dụ nhá, ví dụ như là một trong những vấn đề cốt lõi của cuộc sống trong thời kỳ văn học trung đại, trong thời kỳ trung đại, trong thời kỳ phong kiến đi, chính là cái chính là cái truyền thống, chính là cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, đúng không ạ nhá, hay là tư tưởng người phụ nữ thì phải tam tòng tứ đức. Đấy là một trong những vấn đề cốt lõi của cuộc sống. Thế thì trong truyện truyền kỳ thể hiện những vấn đề đó không chỉ qua những yếu tố hiện thực mà còn thông qua yếu tố kỳ ảo. Ví dụ như là trong chuyện Người con gái Nam Xương có những yếu tố kỳ ảo như việc Vũ Nương khi mà đã nhảy xuống sông tự vẫn quyên sinh để chứng minh cho sự trong sạch của mình, thì cuối cùng trước khi tự vẫn thì Vũ Nương có một cái lời thề là thiết nếu đoan trang giữ tiết trinh bạch nghìn lòng, đúng không ạ? Trinh bạch nghìn lòng, nếu như mà đúng là như vậy thì vào nước xin làm ngọc mị nương, đúng không? Đấy, thì sau khi mà Vũ Nương có cái lời thề như vậy thì đến khi mà Vũ Nương tự vẫn, cuối cùng Vũ Nương lại được cứu. Chi tiết Vũ Nương được cứu là một trong những chi tiết kỳ ảo, một trong những yếu tố kỳ ảo của truyện. Và việc Vũ Nương được cứu thì cũng chính là minh chứng cho việc Vũ Nương là một người trong sạch, đúng không ạ? Là một người thủy chung với chồng, không hề có cái chuyện không hề có cái chuyện mà như Trương Sinh vẫn nghĩ. Đấy, không hề có chuyện phản bội như Trương Sinh vẫn nghĩ. Thì yếu tố kỳ ảo trong việc Vũ Nương được cứu như thế đã cho thấy một vấn đề cốt lõi của cuộc sống, chính là việc thứ nhất là người phụ nữ không có tiếng nói ở trong cuộc sống, tất cả chỉ có thể là thanh minh, xong đó là nếu như mà người đàn ông không nghe, người đàn ông làm chủ gia đình mà không không nghe, không tin tưởng thì người phụ nữ chỉ có thể là tìm đến cái chết để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Và cái thứ hai là bản chất vấn đề cốt lõi trong cuộc sống, trong xã hội phong kiến ngày xưa đấy, đấy là như chị vừa mới nói là người phụ nữ không có tiếng nói này. Và cái thứ hai là gì ạ? Cái thứ hai là nó thể hiện được quan niệm thái độ của tác giả khi tác giả có cái sự thấu hiểu và trân trọng, có sự xót thương cho những phẩm chất tốt đẹp của những người phụ nữ. Nhưng vì là họ ở trong xã hội phong kiến, thế nên tất cả những vẻ đẹp đó của họ đều đều phải bị soi chiếu, bị đánh giá và bị chi phối qua một cái lăng kính, đó chính là người đàn ông, đúng không? Đấy, thế nên là đó chính là một cái ví dụ để chúng mình hình dung cho việc yếu tố kỳ ảo trong truyện truyền kỳ nó sẽ thể hiện vấn đề cốt lõi của cuộc sống và quan niệm thái độ của tác giả. Nghĩa là việc sử dụng yếu tố kỳ ảo trong truyện truyền kỳ không phải là để cho vui, hay là chỉ là để cho cái yếu tố tưởng tượng làm hấp dẫn hơn cho câu chuyện, không phải như thế, mà yếu tố kỳ ảo trong truyện truyền kỳ có vai trò rất là quan trọng nha. Thông qua những yếu tố kỳ ảo, thông qua những cái yếu tố tác giả tưởng tượng nên như thế, sáng tạo nên như thế, thì chúng ta vừa thấy được vấn đề cốt lõi của cuộc sống và vừa thấy được quan niệm thái độ của tác giả. Tóm lại là chúng mình thấy được vai trò của yếu tố kỳ ảo trong truyện truyền kỳ, một trong những yếu tố cốt lõi của thể loại này đấy. Đây ạ, nó là phương thức nghệ thuật mà, là phương thức nghệ thuật đấy, chứ không phải là chỉ là một vài những chi tiết tưởng tượng cho vui, không phải chỉ là một vài những chi tiết tưởng tượng mà nó không mang đến những cái giá trị quan trọng nhá.
Thì đấy là phần mà chúng mình hình dung về yếu tố kỳ ảo trong chuyện truyền kỳ nha. Tẹo nữa chị giúp nhỏ sơ đồ tư duy. Ok, chị đồng ý nhá. Chúng mình muốn tải lại đúng không? Chúng mình muốn chụp lại để sau này sử dụng đúng không? Không cần là đợi chị để chụp màn hình đâu. Sau phần phát trực tiếp này, nếu như mà các bạn tích cực tương tác cùng với chị và chúng ta hoàn thành xong cái sơ đồ này thì chị sẽ tải về và gửi lại cho các em. Nhưng chị đang dùng bản miễn phí thì không biết là có tải về được không. Nhưng chị sẽ có tìm ra cái cách để có thể lưu lại rồi gửi cho các bạn cái phần sơ đồ này nhá. Đồng ý không nào? Rồi, đó là về cốt truyện, về khái niệm của chuyện truyền kỳ này. Bây giờ về nhân vật của chuyện truyền kỳ. Thế thì các em ơi, với những gì chúng ta vừa mới tìm hiểu về thể loại này thì các bạn thử đoán xem là thế giới nhân vật trong chuyện truyền kỳ thì sẽ là những nhân vật như thế nào? Như thế nào mà ở trong một cái thể loại ở đó lại có yếu tố kỳ ảo này, đúng không? Ở đó lại có những cái sự tưởng tượng này. Thế thì có thể nhân vật trong chuyện truyền kỳ cũng sẽ không bình thường, sẽ không phải là hoàn toàn là những con người trong thực tế đời sống, đúng không? Mà phải chăng là sẽ có một cái yếu tố gì đấy đặc biệt, ví dụ như là những người mà có khả năng đặc biệt, những người dị biệt, hay những người có khả năng sống trường sinh bất lão, hay những người mà có khả năng mà sống ở nhiều các cái không gian khác nhau, đúng không? Hay như vừa rồi nhá, trong cái phần chị lấy ví dụ về cốt truyện trong chuyện Người Con Gái Nam Xương thì các bạn cũng đã phần nào thấy được nhân vật ở trong văn bản đó là Vũ Nương này, là Trương Sinh này. Mà đặc biệt là Vũ Nương nhỉ, Vũ Nương đã nhảy xuống sông tự vẫn, thế nhưng mà lại được cứu, lại được các thần tiên cứu, lại được các cung nữ ở dưới thủy cung cứu. Đấy, thì các em đã thấy được phần nào về đặc điểm nhân vật trong chuyện truyền kỳ rồi, đúng không? Đó sẽ là những cái nhân vật mà không phải chỉ là người trần mắt thịt, không phải chỉ là những con người bình thường ở trong cuộc sống hàng ngày, mà ở đó sẽ còn có thần tiên này, đúng không? Lại còn có cả yêu quái nữa này. Đấy, nên thế giới nhân vật ở trong chuyện truyền kỳ thì rất là phong phú, đa dạng. Nhưng có thể xếp vào ba nhóm nổi bật nhất. Ý thứ nhất là có thể xếp vào ba nhóm nổi bật nhất nhá. Đó là những nhóm nào? Thứ nhất, đó có thể là thần tiên này. Thần tiên trong chuyện truyền kỳ có thể sẽ có các nhân vật thần tiên, rồi có thể sẽ có người trần, rồi cũng có thể là sẽ có cả yêu quái nữa. Đấy, đây là ba cái nhóm nhân vật chủ yếu ở trong chuyện truyền kỳ, ba nhóm nhân vật phổ biến trong chuyện truyền kỳ. Yếu tố thứ hai về mặt nhân vật là các nhân vật ở đây sẽ thường có nét kỳ lạ, đúng không? Đấy, sẽ thường có nét kỳ lạ. Có thể đến từ, thứ nhất là có thể đến từ ngoại hình, đúng không? Đấy, có thể đến từ ngoại hình, có thể đến từ nguồn gốc gia đình này, nguồn gốc gia đời, đúng không ạ? Nguồn gốc này, rồi có thể đến từ ngoại hình này, hoặc là sẽ có cái khả năng đặc biệt, đúng không? Sẽ có năng lực siêu nhiên này. Ok chưa? Vân vân. Thì thêm một cái ý ở đây nữa là vân vân vân, để các bạn có thể hình dung là sẽ có nhiều các cái yếu tố để thể hiện về sự kỳ lạ của các nhân vật trong chuyện truyền kỳ. Bởi vậy mà khi đọc chuyện truyền kỳ hay là khi phân tích các nhân vật trong chuyện truyền kỳ thì các bạn nhớ là chỉ ra cái điểm lạ kỳ của nhân vật ấy, bởi đó là một cái nét đặc trưng, đồng ý không? Rồi, và chắc chắn là cái nét lạ kỳ đó cũng sẽ có ý nghĩa nào đấy, để có tác dụng nào đấy, chứ không phải chỉ là một cái sự sáng tạo bâng quơ của tác giả, đúng không? Tiếp theo nào, về mặt không gian và thời gian. Trước tiên về mặt không gian thì không gian trong chuyện truyền kỳ cũng tương ứng với nhân vật. Nếu như nhân vật có ba nhóm chủ yếu là thần tiên, là người trần, là yêu quái, thì không gian ở đây cũng sẽ có thể chia ra thành ba nhóm, đúng không ạ? Nhá, đó là cõi trần, cõi tiên và cõi âm.
Đấy, nó sẽ là cái sự pha trộn. Ý thứ nhất về mặt không gian, đó chính là sự pha trộn giữa các không gian khác nhau. Đó có thể là cõi trần này, đúng không? Cõi trần này. Đó có thể là cõi tiên này. Đó có thể là cõi âm này. Đấy. Rất là phong phú, đúng không? Yếu tố thứ hai về mặt không gian là các cái hình thức không gian này không hề tồn tại tách biệt nha, mà có sự liên thông tới nhau. Nghĩa là sao? Nghĩa là người ở cõi tiên thì cũng có thể sẽ bắt gặp, sẽ trò chuyện, sẽ có những cái công việc tương tác cùng với những người ở cõi trần hoặc cõi âm. Chứ không phải là cõi tiên thì tách biệt, những người cõi tiên thì không biết những người ở cõi âm, hay là không biết những người ở cõi trần. Đấy, ví dụ như là trong chuyện Người Con Gái Nam Xương đi, thì Vũ Nương khi mà được cứu thì nàng được cứu bởi các nàng tiên ở dưới thủy cung, ở dưới cung nước. Thì các nàng tiên chính là ở cõi tiên, đúng không ạ? Đấy, thì cõi tiên hoàn toàn có thể tương tác được với người trần. Hay một người trần như Vũ Nương thì vẫn có thể sống ở dưới cõi tiên. Đó. Hay là ở trong chuyện Người Con Gái Nam Xương thì Linh Phi, vợ của vua Nam Hải, thì trong một lần dạo chơi ở cõi trần, biến thành con rùa mai xanh, thì không may gặp nạn và đã được Phan Lang cứu. Thế là đấy, một người thần tiên nha, một vị tiên nha, nhưng mà cũng sẽ có thể xuất hiện ở các cõi trần hoặc cõi âm. Đấy, đấy là lý do mà tại sao chúng ta có thể đưa ra cái đặc điểm về mặt không gian là những cái hình thức không gian này thì không hề tách biệt nha, mà luôn liên thông với nhau các hình thức không gian. Liên thông với nhau. Đấy. Thậm chí chúng ta chỉ cần ghi cái từ liên thông ở đây thôi cũng được nha. Nhưng đây có thể là lần đầu tiên của một số bạn khi chúng ta nghe tới những khái niệm này, thế nên là chị ghi chi tiết hơn một chút. Ở đây chúng mình hiểu là các cái hình thức không gian này này, cõi trần, cõi tiên, cõi âm này này, nó không tồn tại tách biệt mà có sự liên thông với nhau. Hoặc hiểu một cách cụ thể hơn nữa là một người ở một trong ba cõi này thì vẫn có thể xuất hiện hay sinh hoạt hay có cái cuộc sống ở các cõi khác như bình thường. Đấy, đấy là về không gian nhá. Tiếp tục về thời gian nào, thì vẫn nằm trong cái đặc điểm thống nhất của chuyện truyền kỳ, đấy là có những yếu tố kỳ ảo. Thế nên về mặt thời gian thì trong chuyện truyền kỳ cũng sẽ có thời gian thực và thời gian kỳ ảo, đúng không ạ? Nhá, sẽ có sự kết hợp chặt chẽ, kết hợp giữa thời gian thực, thời gian thực này và thời gian kỳ ảo. Trong đó thời gian thực thì được biểu hiện bằng những điều gì ạ? À, trong đó thời gian thực thì chúng ta sẽ thấy được thông qua các cái mốc thời gian, đúng không? Để nhận biết được đâu là thời gian thực ở trong chuyện kỳ ảo thì chúng ta có thể thông qua các mốc thời gian này. Đấy, có thể thông qua các cái niên đại xác định này. Ví dụ như bối cảnh thời gian ở trong chuyện Người Con Gái Nam Xương chính là khi mà đất nước ta bị giặc Minh đô hộ. Thì mà trong chuyện cũng có một đoạn mà tác giả ghi rõ cái niên đại và thời gian đấy luôn. Để rồi chính cái việc mà nhân dân ta chạy giặc Minh thì Phan Lang là một trong những người như thế. Và để chạy giặc thì Phan Lang đã nhảy xuống sông và có nguy cơ là chết đuối đấy, nhưng mà lại được Linh Phi cứu để trả ơn. Đấy chính là một cái biểu hiện của thời gian thực ở trong chuyện truyền kỳ. Như chị đã nói đấy, chuyện truyền kỳ thì không phải chỉ có yếu tố kỳ ảo mà có sự đan xen cả yếu tố hiện thực nữa, thì yếu tố hiện thực sẽ được thể hiện qua thời gian thực ở trong tác phẩm. Và trong thời gian thực chúng ta sẽ nhận biết được thông qua các điểm mốc hoặc là thông qua các niên đại xác định mà tác giả đã chỉ ra. Vậy việc sử dụng những cái đặc điểm, những cái yếu tố về thời gian thực như thế thì có tác dụng gì? Đúng không ạ? Có tác dụng gì? Thì
những điểm mốc này hay là những cái niên đại xác định thể hiện về thời gian thực tế trong tác phẩm truyện truyền kỳ sẽ có vai trò trong việc là tạo nên giá trị hiện thực của truyện nha, tạo nên giá trị hiện thực cho truyện. Đấy, ví dụ như là thông qua một truyện truyền kỳ thì chúng ta thấy được là tác giả đã phơi bày hoặc là đã phản ánh bối cảnh lịch sử, phản ánh một cái cuộc sống ở thời đại nào, thì đấy chính là giá trị hiện thực, đúng không ạ? Được thể hiện qua các cái yếu tố thời gian thực trong truyện. Thế còn những yếu tố về thời gian kỳ ảo ở trong truyện truyền kỳ thì chúng ta sẽ thấy được là thông qua những cái đoạn mà tác giả miêu tả về cõi tiên hay là cõi âm. Thời gian kỳ ảo trong truyện truyền kỳ chính là thời gian ở cõi tiên, ở cõi âm. Nơi đó ấy, thì thời gian ngưng đọng. Đúng không ạ? Nơi đó thì người thời gian ngưng đọng, không biến đổi và cũng không giới hạn. Đấy, thì đấy chính là đặc điểm về thời gian ở trong truyện truyền kỳ các bạn nhé. Và yếu tố cuối cùng nào, đó chính là yếu tố về ngôn ngữ trong truyện truyền kỳ. Thì ngôn ngữ ở trong truyện truyền kỳ có một đặc điểm tiêu biểu chính là sử dụng rất nhiều những điển tích, điển cố các bạn nha. Sử dụng nhiều điển tích, điển cố. Thế nào là điển tích, điển cố thì chúng mình có thể sẽ tìm hiểu ở trong những buổi học sau. Ở đây chúng mình có thể hiểu đơn giản, điển tích, điển cố là những cái câu chuyện hay là những cái sự việc ở trong sách xưa, ở trong thời đại ngày xưa được dẫn lại trong truyện truyền kỳ một cách thật là cô đúc, để mà chỉ cần qua một vài các từ khóa, một vài những yếu tố nội dung ở trong những cái câu chuyện sách xưa ấy mà người ta có thể nhớ được về cả câu chuyện. Đó. Thì đấy là về ngôn ngữ ở trong truyện truyền kỳ, và cũng là yếu tố cuối cùng mà chúng ta tìm hiểu về thể loại này các bạn nha. Đây, các em có thể nhìn lại tổng quan một lần nữa về cái sơ đồ truyện truyền kỳ mà chúng ta vừa mới thiết lập. Nhìn vào đây chúng mình có thể phát biểu lại đặc điểm của truyện truyền kỳ như sau này. Có nhỏ quá không? Đây, chúng mình nhìn lại tổng quan. Nhìn lại tổng quan để thấy được là một sơ đồ rất đơn giản thôi, đúng không ạ? Không có gì là quá phức tạp, nên các em hoàn toàn có thể tự làm được và cũng hoàn toàn có thể ghi nhớ được. Đấy, thì mình nhìn thấy ở đây là có 6 nhánh, đúng không? Đồng thời với đó chính là 6 cái nội dung chúng ta cần nhớ về truyện truyền kỳ. Thứ nhất, về mặt khái niệm, đây là một thể loại văn xuôi tự sự, phát triển mạnh mẽ ở thời trung đại, sử dụng yếu tố kỳ ảo làm phương thức nghệ thuật chủ yếu để phản ánh cuộc sống. Đây là một thể loại thuộc bộ phận văn học viết, nhưng trong quá trình sáng tạo thì các tác giả cũng sử dụng nhiều những yếu tố văn học dân gian. Trong truyện truyền kỳ thì luôn có sự kết hợp đan xen linh hoạt giữa yếu tố kỳ ảo và yếu tố hiện thực. Trong đó, yếu tố kỳ ảo sẽ thể hiện vấn đề cốt lõi của cuộc sống và quan niệm, thái độ của tác giả. Về mặt cốt truyện thì truyện truyền kỳ có cốt truyện xuất phát từ một trong ba nguồn gốc là cốt truyện dân gian, hoặc có thể là ghi lại giã sử lưu truyền trong nhân dân, hoặc mượn từ truyện truyền kỳ của Trung Quốc. Và trong cốt truyện của truyện truyền kỳ thì sẽ có một chuỗi các sự kiện được sắp xếp theo trình tự tuyến tính và có quan hệ nhân quả với nhau. Về mặt nhân vật thì trong truyện truyền kỳ sẽ có các nhân vật rất là phong phú đa dạng, nhưng mà thường là nằm trong ba nhóm: thần tiên, người trần và yêu quái. Những nhân vật trong truyện truyền kỳ thì thường có nét kỳ lạ ở nguồn gốc ra đời này, ở ngoại hình này, hoặc là ở năng lực siêu nhiên, vân vân. Về mặt không gian thì không gian trong truyện truyền kỳ là sự pha trộn giữa cõi trần, cõi tiên và cõi âm. Những hình thức không gian này không hề tách biệt với nhau mà có sự liên thông với nhau. Về mặt thời gian thì thời gian trong truyện truyền kỳ là sự kết hợp giữa thời gian thực và thời gian kỳ ảo. Trong đó, thời gian thực được thể hiện qua các mốc thời gian và các niên đại xác định, góp phần tạo nên giá trị hiện thực cho truyện.
Còn thời gian kỳ ảo chính là thời gian ở cõi tiên, cõi âm, nơi mà mọi thứ ngưng đọng, không biến đổi, không giới hạn. Và cuối cùng, về mặt ngôn ngữ, thì ngôn ngữ trong truyện truyền kỳ có nhiều điển tích, điển cố. Đó chính là phần mà chúng ta vừa nhìn vào trong sơ đồ để phát biểu lại các cái đặc điểm, nội dung về truyện truyền kỳ. Chỉ khi mà các em hoàn thành xong sơ đồ và các bạn có thể phát biểu lại như vậy, không bị phụ thuộc vào tài liệu nữa, thì mới là khi chúng ta đã hiểu sơ đồ này. Và đó là tiền đề, là cơ sở để chúng ta ghi nhớ thông qua sơ đồ. Chứ đừng chỉ vẽ sơ đồ xong rồi để đó rồi mình lại đọc nhẩm lại, chúng mình lại học vẹt từ trong tài liệu nhá. Hãy nhìn vào sơ đồ và sử dụng sơ đồ để chúng ta học nhá. Rồi, tính cách thì được thể hiện qua hành động, ngôn ngữ, ít miêu tả tâm lý, xung đột. Ok, nghĩa là bởi vì chúng mình thấy đấy, cái này, cái đặc điểm đó của nhân vật thì cũng có sự liên quan và cũng có sự thống nhất với các yếu tố khác. Ví dụ như là thống nhất với cốt truyện, thì cốt truyện là một chuỗi các sự kiện mà, đúng không? Được sắp xếp theo trình tự tuyến tính, theo quan hệ nhân quả. Thì trong chuyện truyền kỳ, cái yếu tố tự sự, yếu tố kể và miêu tả sẽ là chủ yếu. Đấy, và bởi vì yếu tố kể và miêu tả là chủ yếu, thế nên là các nhân vật thì cũng sẽ được hiện lên thông qua việc tác giả kể về các hành động của họ, miêu tả về ngoại hình, miêu tả về hành động và thuật lại ngôn ngữ, thuật lại những cái lời nói của họ. Ok chưa nào? Rồi, rất là tốt nhá. Đúng rồi, cảm ơn Ngọc Sơn nha. Em cũng đang học về nội dung này đúng không? Đấy, thế thì chị cũng tặng Ngọc Sơn, tặng các bạn đã theo dõi phần phát trực tiếp hôm nay phần sơ đồ như vậy về chuyện truyền kỳ. Mong rằng là các em có thể dựa vào đây để học về chuyện truyền kỳ dễ dàng hơn. Hay là khi mà các em bắt gặp hay các bạn làm những bài tập đọc hiểu về chuyện truyền kỳ, thì các em cũng hãy sử dụng sơ đồ này để mà chúng mình soi chiếu, để mà chúng mình có cái cơ sở đọc hiểu tốt hơn, nhanh hơn và dễ hơn nha. Rất là cảm ơn em. Bây giờ chị thử tải về xem có tải được không. Không biết là cái bản bản miễn phí này thì có. À, Hình như là tải được đấy. Để chị thử xem nào. Không biết có được không. Thì chị sẽ thử tải. Nếu được thì chị sẽ nhờ các anh chị admin của Văn Chị Hiên nha, để gửi cho các bạn. Thì bạn nào muốn nhận, à, sau đấy chị sẽ bình luận luôn ở phần phát trực tiếp này cho dễ. Nên bạn nào muốn sử dụng nhá, thì các em có thể là sau phần phát trực tiếp này chị sẽ bình luận lại ở phần bình luận xem có được không nha. Đấy, các bạn nào muốn xem lại và muốn sử dụng sơ đồ này thì các em có thể sử dụng luôn nhá. Rồi, đồng ý. Và đó là những nội dung của buổi học ngày hôm nay mà chị cùng với các bạn, chúng ta đã cùng với nhau vừa học này, vừa thiết lập một sơ đồ này. Thành quả ngày hôm nay cũng là một sơ đồ ngắn gọn, dễ hình dung về thể loại truyện truyền kỳ gửi tặng cho các bạn. Các em có thích những phần, những buổi học như thế này không? Mình vừa học này, vừa lắng nghe này, vừa vẽ sơ đồ này. Đấy, rồi sau những buổi học như thế này, nếu mình tham gia đầy đủ, nếu mà các bạn yêu thích thì các chị có thể tổ chức thêm các buổi với hình thức tương tự để thành một chuỗi các buổi học vẽ sơ đồ tư duy về đặc trưng thể loại, về những cái kiến thức liên quan đến các thể loại mà lớp 9 chúng ta học. Thế là cứ mỗi sau mỗi buổi học như thế là các bạn lại có một sơ đồ mình sử dụng đến khi chúng mình thi luôn. Các em đồng ý không? Các bạn có đồng ý với ý tưởng đấy không? Nếu như đồng ý thì thả tim cho chị biết nhá. Đồng ý không nào? Nếu như mà các bạn đồng ý thì có thể thả tim cho chị biết để chị sẽ bàn bạc thêm với các anh chị trong team học Văn Chị Hiên và tổ chức thêm các buổi học tương tự như thế này, tìm hiểu về các thể loại khác nữa nha. Hay là các em có quan tâm tới thể loại nào của lớp 9 không? Thì bình luận đề xuất cho chị biết nào. Rồi, rất là cảm ơn Ngọc Sơn này, tương tác rất nhiệt tình trong buổi hôm nay. Và chị cũng cảm ơn bạn Ngọc Hoàn hay là bạn Trâm Anh, những bạn nhỏ cũng đã chăm chỉ theo dõi buổi học
Chị tin là các bạn cũng đã biết thêm được một chút những cái kiến thức qua buổi học ngày hôm nay đấy. Vậy thì chúng mình thống nhất như thế nhá. Còn bây giờ thì tạm biệt em và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học sau nhá. Bye bye!